Any translation too? Oh, yeah, yeah, routine, yeah. Deha doesn't need translation. English is that good, huh? Excellent. Yeah. We have two translators here. Feel free. Yeah. Thank you for coming. So tonight is the first night of our Phổ Chi and year-end Phổ Chi. Tối nay là cái tối nói pháp đầu tiên của cái thiền thất cuối năm chúng tôi. So how's everyone feeling? Cái vị nghĩ sao? We start with half a day only, bắt đầu nửa ngày thôi. Take it easy for you, để cho nó nhẹ nhàng một tí. Then tomorrow begin at 4, okay? Sáng mai phải 4 giờ sáng phải dậy rồi. See, Anna is yawning already. Just think about 4 o'clock makes you yawn, huh? Có người nghe nó 4 giờ sáng dậy một cái là ai cũng ngáp, bắt đầu ngáp rồi. It's a long schedule from 4 until 9 o'clock, 9:30. Từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối. It's a rather long schedule. It's by design. Nó cố ý như vậy. We recite the Buddha's name all day long, tìm Phật cả ngày. And somehow it has its own magic. Pháp nó hay lắm. Nó có cái nhiệm màu của cái Pháp. Those who try it, mấy cái người đã làm như vậy. It is said that when the Buddha's name enters your mind, your scattered thoughts disappear. Khi mà cái hồng danh của Phật mà vào cái tâm của quý vị đó, thì người ta nói rằng là cái tâm quý vị nó thường thường nó yên tĩnh lại. Okay, so it's automatic, nó tự động như vậy. Okay. So this is why a lot of I really enjoy this Dharma door here in this particular method. Tôi thích cái pháp môn này because it's deceptively very effective. Nó rất có hiệu quả. Okay. Towards the end of the day, Hi Brady. Towards the end of the day, you can't help but feel lighter and your head feels lighter. Tại cuối ngày thì thường ai cái óc nó cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng. Yes or no? I mean, those of you who have been here all day, those of you who just came here for the lecture, forget it. Okay. Mấy người mới tới ngày hôm nay mới nghe ngày giảng kinh thì đương nhiên cái tâm quý vị chẳng có đổi gì hết. Nhưng để cái người mà ở đây cả ngày đó, it actually works. Yes or no? No. So this is really the proof right there that the reciting Buddha's name really clears our head. Chứng minh cho quý vị thấy niệm Phật á, nó thanh tịnh cái tâm của mình. And I noticed, for example, towards the end of the afternoon, tại đấy khi mà khoảng chừng chiều chiều, one thing changes, có một cái sự thay đổi. Can anyone tell me what is the change you observe? Quý vị thấy có được quan sát thấy được cái sự thay đổi gì không? Anyone? Your breath becomes longer. Yes or no? Tới buổi chiều chiều cái hơi cái gì nó dài ra. Yes or no? Yes. The breath gets longer because cái hơi thở cái gì nó dài ra. Tại sao? In Korean, please. Okay, Chinese. Huh? 没有什么? Huh? When you reduce your false thinking, okay, your energy is fuller. Khi mà quý vị bớt vọng niệm đó, thì cái khí quý vị nó sung túc hơn. That's why you have longer breath. And từ đồng
là cái hơi thở quý vị nó dài ra. It gets longer and longer as you attend more consecutive days of the practices. Càng tham dự càng nhiều ngày thì hơi thở quý vị tự động càng ngày nó càng dài thêm. Okay? So it's really, really, really wonderful. Pháp này rất là giản dị, so simple, and yet it's really wonderful. Nó rất giản dị mà có hiệu quả. Okay? And also, what we're doing is carrying on the tradition of the Great Assembly Dharma. Chuyện khác nữa, chúng ta đang tu là cái pháp đại chúng. Okay? Great Assembly Dharma. What is this Great Assembly Dharma? Đại chúng nghĩa là sao? Okay. Meaning that you throw yourself into a group of people and practice with them. Có nghĩa là mình gia nhập vào một cái nhóm, một cái đoàn để mình tu chung với họ. Okay. Meaning that we follow what everyone else is doing. Có nghĩa là quý vị bắt chước mọi người làm gì mình làm đấy. Meaning that if it's time to recite loudly, you recite loudly. Lúc mà mình niệm ra tiếng thì mình tụng ra tiếng luôn. Okay. When you recite, they recite quicker. You recite quicker. Là tụng lẹ, quý vị tụng lẹ. Okay. When you recite silently, lúc mà quý vị mà tụng mặc niệm thì sao? What happens? No, do not fall asleep. Đừng có ngủ gật. All right? That's important. You recite. Oh, Ru Qing, you lại rồi. Xin xin. Xin xin. Xin xin. Lũng chỉnh trà. Lũng chỉnh trà. Đúng, là hoàng đế hơ. Sư, sư, sư. 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 Okay. It's just, give me some tea, Longjing tea, which is one of the top 10 teas in China. Thank you. Want some tea? This is very, very, very good tea. Huh? So, huh? Straw? No? Don't understand. Well, when you get older, I'll give you some Longjing tea later. Tastes like tea. Actually, somebody gave me some lũng chỉnh tea, a can lũng chỉnh tea. Chỉ có người mới cho chùa cái thùng trà lũng chỉnh. But we're saving it so that next year we go to Korea and give it to the high level hớ sang. Chúng tôi để dành để qua cái cúng dường mấy thầy, mấy cái đại hòa thượng bên kia. Okay. Anyway. Where was I? Oh yeah, the Great Assembly Dharma, Đại Pháp là sao? This is a very, very interesting Mahayana Dharma. Cái pháp đại thừa nó rất là đặc biệt. Okay, it's just the exact opposite of the Hinayana Dharma. Nó đi ngược lại cái phương pháp tu của bên Nguyên Thủy. Okay, in Hinayana, the stress individual isolation. You isolate yourself from the affliction, from the defilements. Nguyên Thủy là chú trọng. Thì chúng ta tu bằng cách là mình xa lánh cái bụi trần, mình xa lánh cái sự náo nhiệt. Okay, stay away from the noises, from the excitement. And that's why you bring yourself to the deep forests, the obscure forests, secluded forests, and deep valleys. Thì mình vào cái rừng âm u, mình xuống dưới cái thung lũng sâu thẳm. So that no one can go there. There's no one. There's no soul there. Không có cái có ai có ai ở đó hết cả. And that's how you. It's easier to purify yourself. Để mà thanh tịnh hóa tâm mình. Okay. Whereas the Great Assembly Dharma, ngược lại pháp đại chúng là sao? We go to a place where
Children make noises, and they're very noisy. Tới cái chỗ mà con nít nó la hét cả ngày. And there's a kid, there's some kids here keeps on running around the Buddha hall all day, okay? And all morning, all afternoon. Đây cái chùa mình đại chúng là sao? Có nghĩa là có mấy đứa con nít nó chạy, nó la hét om sòm từ sáng tới tối luôn. That's the great assembly dharma. That's the authentic assembly dharma. Đó là pháp đại chúng thật sự chân chính của cô Quả Ngực. Chứ không phải là tới cái chùa mà người ta chỉ cho người lớn tu, con nít nhau vào tu là không phải đại chúng nữa. You go to temple says we do the great assembly for only adults, no children. That's not authentic great assembly dharma. I assure you. Cho nói cái gì? Cái chùa mà người ta nói là chúng tôi chỉ cho người lớn vào tu thôi, còn con nít cho vào tu đó, cái đó không phải là đại chúng đâu. Why not? Tại sao như vậy? Why not? Why is that? Tại sao như vậy? Huh? Truth is that we weak, we desperate. Sự thật là chúng tôi tuyệt vọng quá đi. No one comes out of temple at all. Không ai tới chùa này hết. So we desperate. Just bring anyone. Your dogs, your cats. Đem chó, đem mèo tới cũng được. It's okay. Screaming children. La hét ôm sùm. Không biết la hét ôm sùm. So why would we do that? Tại sao làm như vậy? The another reason could be, come, go burn yourself here. So he's climbing now. The boy is dangerous. Hey, don't kick it. Okay. You want to stick your finger in there? No? The mother is so worried now. You want that? Okay, go. Yes. Yeah, take it. She polite. No, she's so polite. Be a little bit. Hurry, okay? Yeah? Give it to someone you hate. Yeah? Bring it to someone you hate, you don't like. Go. Go that way. Here, over there. Go. Go. It's okay. Watch it. Don't fall now. So why? Why do you have these children that keep on distracting us? Tại sao? Tại sao mà mình cứ để con nít nó tới nó quấy rầy mình hỏi vậy? That's exactly what cultivation is about. Tu nó như vậy đó. Okay? This is what the Great Assembly Dharma is about. Cái pháp đại chúng nó như vậy đó. You join the Great Assembly, you join a large group of people. Mình gia nhập với cái nhóm lớn nhiều người để làm gì? To do what? To cultivate? Để tu hả? Not to cultivate. To get afflicted. That's the secret. Thế làm để chúng để mà bị phiền não. You get afflicted. That's the nature of being with someone else. Mình tới, mình ở gần gũi một cái người khác. Naturally, you get afflicted. Tự động mình bị phiền não. Yes or no? Every time I go near someone, I get so afflicted. Not just two, and there's 10 people, but one person, I'm afflicted already. Đừng nói chuyện mình gần gũi 10 người, uống trà với người, uống người, ngồi một cạnh với người một cạnh, thôi là mình đủ phiền não rồi. Yes or no? Yes? Yeah. Like your daddy, huh? Which one of you gets afflicted first? You go, huh? Is it daddy or Helen?
Daddy, yeah. See? So, why is it cultivation? Cái đó tại sao gọi là tu? It's also cultivation, vẫn tu. Why? Because it's a test. Cái đó là một cái thử thách. If you get afflicted, you can't take it, you run away. Nếu quý vị bị phiền não, quý vị chịu không nổi, quý vị bỏ chạy, là quý vị, you fail the test. Bị rớt, bị thi rớt rồi. Okay. It's about on the other hand, if you hang around, ngược lại cái việc ở tiếp tục ở đó, okay? You have a chance to do something about these noisy kids. Let's face it. Từ từ mình có cơ hội để mình mình có cơ hội để mình xài xế mấy đường mới nít dạy mấy đường nít nó bớt ồn, okay? That's the whole point about this dharma, cái pháp này như vậy là mình tới mình bị phiền não. You put yourself in position in a great assembly where you get afflicted. Mình vào đại chúng mình bị phiền não from all direction, đủ hướng hết á. And you have no control over it, hoàn toàn thiếu cái tự chủ. Okay. As compare that against the Hinayana Dharma where you isolate yourself and do as you please. Ngược lại, cái vị so sánh cái pháp mà nguyên thủy, cái phương pháp nguyên thủy, người ta nói cái vị xa lánh cái quả trần rư ở một mình thì cái vị tránh được cái phiền não. Okay. Compare that. Okay. So what do you do? The difference is that if you isolate yourself, the kinds of affliction that you can resolve are only limited to your own. Cái sự khác biệt là khi mà quý vị ở một mình trong tung lụng tu một mình như vậy, cái phiền não quý vị giải quyết được chỉ là phiền não của mình tự tạo ra thôi. You only get to resolve the afflictions that you yourself create. Whereas when you're with someone else, you have to resolve a lot greater variety of afflictions. Isn't that right? Ngược lại mà ở với người ta, càng nhiều người thì những cái loại phiền não nó càng đủ loại, càng khó khăn hơn nhiều. It's much more difficult, isn't it? Yes or no? That is why the more difficult the process, the quicker and the bigger the results. Bởi vậy, cái pháp nó càng khó chừng nào thì cái vị càng tiến bộ lẹ hơn và nó càng tiến bộ xa hơn. It's that simple. Okay? Nó giản gì như vậy đó. Okay? So if you survive these great assemblies, nếu cái vị mà tới mấy cái đại chúng mà vị sống sót được, clearly you are battle tested. Là cái vị có cái kinh nghiệm để mà giải quyết những cái phiền não. You're able to resolve a lot of afflictions for you to continue to practice. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, everyone is tired and bored, so we can change subject. Let's have the children sing and dance for us. Ai có vẻ buồn ngủ hay là nhàm chán, mình đưa con nít lên nhảy cho mình. Okay, let's turn on some music here. I have some volunteer dancers here. You see, three volunteer dancers. See? You have to ask them twice. They're wearing Chan uniforms, children Chan t-shirts. Tối hôm nay mấy em bé mang cái t-shirt của thiền. Okay.
but this is Pure Land Assembly. I'm sorry. Isn't it kind of a wrong advertisement? Advertisement? Hình như là đi cái nhóm tịnh độ, sao mà khóa tịnh độ, sao mà mà đem quảng cáo thiền kì vậy? Can I show you something? Yeah. He wants to show us something. Okay, right there in the middle. Oh, wow. Half an hour later, I finally got some applause. Nó phát nửa tiếng xong mới được, được vỗ tay. Actually, can I share with you some good news? Thực ra thầy muốn chia sẻ quý vị một cái tin vui. Okay. The Great Assembly Dharma is not just for the chan, the Fo Chi, Chan Chi, but also this is what we practice every day at this temple. Can I put the song on? Can you put the song on? Sure, why not? We have Great Assembly Dharma. Get intense. You want more? Okay. Even more, please. Hmm? Speak. What color? You have to say which color before we give it to you. Which one? Which color? Huh? Is he going to pass it around again? Oh, she'll make him vomit later. Looks like everyone gets two jelly beans again. Mm. Woo-hoo. Actually, I'm beginning to understand the great Sambhi Dharma. Nói thật quý vị là cái ca nhân thầy càng ngày càng hiểu cái pháp đại chúng. Okay, because the more you do it, the more you get to understand its complexities. Càng làm mới càng hiểu. I noticed, for example, that the principle is that when you with someone, people afflict you. Cái sự thật là cái gì mà ở chung chạm với người khác, tự động người ta bị phiền não, mình bị phiền não. Okay, and the only way for you to survive and keep on coming is to reduce your affliction. Learn to control those afflictions. Là cái lo duy nhất mà quý vị có thể tiếp tục tới hoài được là tại vì quý vị có thể xả được những cái phiền não. It's amazing. The principle is so simple. Cái pháp nó giản dị như vậy đó. Okay. And yet, I see some results. Có kết quả. Okay. For example, can I use a gentleman in the back there? Okay. Huh? Ví dụ, cái ông đó. Okay. When he first came to the temple something like 15 years ago. 20 years ago, yes? Yeah. Ông tới chùa này lúc mà 20 năm trước. When the other proprietors, if you will, mấy con chủ chùa trước. Okay? I saw his photo when he was here, like 20 years ago, right? Yeah, 15, 20 years ago. Cái hình chụp ông trước đây lúc 15 năm, 20 năm trước. Okay? He looks just the same. Giống như vậy. You can tell the same guy right away. Somehow these Asians don't age at all. Hình như là cái người Á Châu mình không ai già hết á. Okay. So he came and then he disappeared and he came back again. Ông bỏ tới rồi ông bỏ đi. Xong rồi bây giờ ông tới lại. Okay. We don't know why he left. If you ask him himself, probably said, someone really, really got me upset. Chắc yes or no? I wasn't there. I just a lucky guess. That's all. Rồi ông tới đây cách đây 15 năm, 20 năm trước á, có người nào làm ông giận, ông bỏ ông đi. Ông thầy đoán có đúng không? Nó thầy nói đoán sao biết hay vậy? Thầy đoán đúng thôi. Nó may mắn đoán đúng thôi. Yes. I thought Jared would put on the song. Yeah, go ahead. We're still waiting. It's okay. Don't mind me. I'm only speaking nonsense, waiting for your song, Jared. Go ahead. Can I speak Dharma at the same time, or must we listen? Must we stop? You can do it. Okay. Thank you. Go for it. Go for it. Uh-huh.
Yeah, you got to do it. Yeah. Let's afflict these people. I'm sure a lot of people on the internet, a lot of Buddhist disciples say, what kind of Dharma talk is this? They're calling Buddha feeling now. They're getting afflicted now. See, we use everything, including children, to afflict you. Ví dụ chúng tôi ác như vậy đó, con nít cũng dùng lợi dụng tụi nó để làm cái bị phiền não luôn nữa. Okay? So this gentleman came back. We will hide his name for his own personal safety. Mình giấu cái tên người này cho nói tên sợ người ta đi kiếm ông lùng ông, lùng ông, ông tội ông. It's okay, it's okay. Yeah, everyone wants to hear it. Trust me. And there's a sideshow too, yeah, in any case, just in case you were bored. Middle show, center room show as well. Cái gì có vừa nghe giảng kinh, vừa nhảy, nghe nhảy. You can watch, you can listen to the Dharma and watch the support dance group as well. This is a new style of speaking Dharma. Đây là cái phương pháp nói pháp mới chúng tôi. Okay, we're gonna have the dancing group as well. Uh-huh. Có cái nhóm nha. And it turns out that this gentleman came back. Ông ấy trở về lại. Okay. And I took a look at him, I said, whoa, huge temper. Lúc mà ông trở lại, lúc mà hay quay, I first noticed him. Khi mà thầy để ý ông này rồi, ông để ý, cái ông này, lửa giận, ông dễ sợ. He has a huge temper. He's so angry. Giận dễ sợ lắm. Yes or no? Did you notice that too? Thì việc có để ý cái gì đó không? Yes? I mean, you say one sentence is with the wrong look at your face. He said, you're talking to me. Ông nào ông dữ lắm, ông giận dễ sợ lắm. Ông dễ giận dễ sợ lắm. And I look at him and say, I won't be long, he'll be gone again. Thầy nói nhìn ông này thôi, cái ông này chắc chắn ông vài lần thôi là ông chịu không nổi, ông bỏ ông đi đâu. Okay? And somehow I don't know what happened. Thầy không biết chuyện gì xảy ra. Maybe his daughter is hungry or something. He needs to feed her. Chắc con gái nó đói quá, thành phải gửi qua chùa để ăn cho thôi, nó tội nó bụng or something. But somehow he survived. Mà từ đầu nó vẫn còn đây. He's still here tonight. Hình như tối nào vẫn còn ở đây. After how many years now? The second time, sir? 2 years. 2 năm trời. And I admit to you, I must confess to you, when I first looked at him 2 years ago, I said, no way this guy is going to survive. We are just too rough on him. Our people are very blunt, very direct. 2 năm trước ông mới tới, thầy nói ông này chắc chắn là sống còn không nổi được, tại vì cái chùa mình đó, thẳng thắn như sợ. We are brutal. Okay? We don't spare people's feeling. Có gì nói thẳng ra. Okay? Ông nói quanh nó có. Okay? And he somehow managed to still be around after 2 years. Mặc dù như vậy, hang on, sẽ vẫn còn ở lại. And guess what happened? You said that. What happens? Have you noticed any different, anything different about him? Thấy khác chỗ nào không? He dyed his hair. Ông nói là tôi nhuộm tóc. Sao thầy để ý? Yes, I noticed it. Yes, I did notice it last year. Năm ngoái thầy thấy rồi. Yes, sir. He shaved his hair. Okay, yes. He started shortening his hair. Bắt đầu. Careful. Don't spill it. Thank you. He started last year by shortening his hair. Bắt đầu cắt tóc. And what else? What other changes have you noticed? Có sự khác biệt nào khác? Cái gì để ý không? He's not as angry as before. Bớt giận nhiều dễ sợ lắm. No one said anything to him for 2 years. 2 năm trời, không ai dám đụng ông ấy. I assure you, I didn't
say anything to him for 2 years. Thầy hai năm trời không dám nói một tiếng. True or not? Never talk to him. Never try to teach him anything. Hai năm trời không dám nói một tiếng, không dám đụng ông nữa. Because I know you talking to me. Đụng với cái ông quay lại, ông kêu ngay lập tức. Oh, how beautiful. Oh, nice. Did you put a base coat on that, and a top coat, or just top coat only? Okay, no base coat. It's going to peel up a lot easier. So he goes to proof right there. Okay, if you hang around long enough, your afflictions will decrease. Anh đã chứng minh như quý vị thấy á, không có cần làm gì hết á. So the mere fact in a great assembly, quý vị ở trong cái đại chúng thôi, if you survive, your affliction will lessen. Quý vị ở trong đại chúng được á, là tự động cái phiền não quý vị nó xuống ngay lập tức. Isn't that amazing? That's why it's a superior form of cultivation. Đó là cái phương pháp tu luyện mà nó rất là đặc biệt. Only the Mahayana people understand it. Bên đại thừa mình mới hiểu được cái pháp đó thôi. Okay, I assure you. Okay, unlike the many temples I've been to, and nói cái vị nghe, thầy tới nhiều chùa lắm. I went to a lot of big temples in Taiwan and here as well. Thầy tới mấy cái chùa lớn ở bên Đài Loan với ở đây nữa. Okay, so one thing is that. We don't try to please you at all, unlike them. Chúng tôi không có chiều chuộng cái gì đâu. That's the difference. Đây học người ở cái chùa nào là đó. Họ không có gì đó, không có nịnh hót cái gì đâu. They don't try to flatter you, they don't try to please you. They just practice kindness, compassion, that's it. Ai cũng tu cái pháp từ bi thôi. Không có người nào mà đi cầu cạnh cái vị đi luồn cuối cho cái vị đó để lấy lòng cái vị đó, phải không cô Thân Hương? She's been Jin Xiang here from the first generation, the first prior owners until the current owners. Cô Thân Hương là từ đã được tốt học từ cái chủ chùa trước tới chủ chùa ngày hôm nay, thành cô thấy được sự khác biệt. She saw the difference in the approach. Okay, sự khác biệt như vậy đó. All right. So this is so special that we learn from the Chinese. I learned from the Chinese temple, my late master's temple. Thì học cái pháp này ở cái chùa Ngài Tiên Hóa. Okay. Yes, you can keep it. Yes. Would you like to say anything to... Say something. Okay. The Chinese are much more orderly than we are. Cái pháp người Tàu đó, người ta kiềm chế nhiều hơn mình. We are... No holds barred. Our great assembly, American great assembly, Dharma is no holds barred. Còn cái chùa chúng ta là cái pháp đại chúng này là không có một cái sự hạn chế gì hết. Okay? Okay, that's the difference. Nó khác biệt nhiều lắm. So, I thought I'd share with you tonight. Thầy muốn chia sẻ cùng quý vị. Okay? However, if you understand it, một khi quý vị hiểu rồi đó, okay? You learn, you practice it by looking your own affliction. You follow the assembly. Quý vị theo cái đại chúng. And your afflictions will prevent you from being able to follow the assembly. Cái phiền não nó khởi lên, nó khiến quý vị theo đại chúng được. Nữa. That's what the Dharma is about. Cái pháp là như vậy đó. Okay? I hope that the real bhikshuni here, when we go to the chan chi, will help us talk about the Korean practices of meditation, the woman, Tamador. Như bạn sư cô đại hàng này nói chúng ta biết, chia sẻ cùng chúng ta cái pháp mà vô mô, okay? Bên người đại hàng ta tu ra sao?
this is also a form of chan practice, believe it or not. Đây là một cái phương pháp thiền nữa. We true to our pure land and chan practice in parallel. Đây là cái pháp mà thiền mà ngầm đó. Theo cái tinh thần là pháp thiền tịnh song đồng tu chúng tôi đó. Okay? We practicing. Even now we practicing chan. Cái vị đang tu thiền. Okay? Niệm Phật mà đang tu thiền. You reciting Buddha's name at the same time you practicing son. Đang niệm Phật mà cũng đang tu thiền. Alright? So anyway, so yes, ma'am. So if people only recite Buddha's name without practicing any form of sitting meditation, do they also improve their samadhi level? Absolutely. Do they have any limitation to up to a certain level, or they can improve as much as what some will? The question is, if you only recite the Buddha's name, okay, can they improve the similarly to the chan meditation? Câu hỏi là nếu như mà họ tu niệm Phật thôi, họ có thể tiến bộ giống như bên tu thiền là không? Okay, có sự hạn chế gì không? Any limitations? Okay, the answer is it's no limitation. Nó không có sự hạn chế gì hết. You can do pure land, you can do chan, quý vị tu thiền, quý vị tu tịnh độ. It's the same thing. It's unlimited. Nó hoàn toàn không có hạn chế. What is limitation? Where do limitations come from? Hạn chế từ đâu có, quý vị biết không? Where do limitations come from? Cái hạn chế từ đâu tới? Limitations. Cái hạn chế của cái sự kết quả cái vị nó từ đâu tới? The limitation comes from how? From where? You are limiting yourself. Cái vị tự hạn chế lấy. It's not the methodology. It's not pure land or chan or tantras and so forth, or yoga for that matter, or Christian meditation. Đâu phải là nó hạn chế từ cái phương pháp mà quý vị có tu yoga hoặc là quý vị có thể tu phương pháp gì đi nữa đó. Cái hạn chế thực sự nó do từ cái cá nhân của quý vị. Okay. The real limitation comes from you stopping yourself. Cái vị tự chặn lại. Tự ta dạy cho anh dạy cho truyền cái thủ nhãn để cho quý vị được giác ngộ mà tu tịnh độ ngon hơn. Cái miệng về quyết định đó là tôi lớn tuổi rồi tu tịnh độ thôi, còn thủ nhãn làm cái gì? Lỡ chứng đò nữa. Yeah, you want some more? Go get some more. What happened to the jelly beans? When he was like putting it around, he put it over there. Okay. I don't know where it is. Yeah, okay. They hide it so that they're afraid that he's going to get indigestion or... He's trying to get up here. Okay, so the limitation comes from yourself, limiting yourself. Cái sự hạn chế là do cái vị tự hạn chế mình lại. Okay. So how do you deal with that limitation? Làm sao giải quyết cái hạn chế bây giờ? How do you deal with that? If you by yourself, you will limit yourself. Quý vị tu một mình, quý vị sẽ tự hạn chế lại. You know that? Biết cái chuyện đó không? Quý vị tu một mình đó là tự hạn chế. You cultivate by yourself, you will limit yourself, first of all. Những cái người mà tu đó một mình đó, thường thường tự hạn chế đấy. Alright, you yourself limit yourself.
when you by yourself. Okay? Case in point, the Hinayana, they got to fourth stage Arhat, and they stop. Ví dụ, bên Nguyên Thủy, người ta tu tới tứ quả La Hán, ta ngừng lại ngay lập tức. Người ta tự quyết định họ ngừng lại. They decide to stop themselves. Okay? So the limitation, okay, the self-limitation can be resolved by bên đại thừa mình cái muốn tránh cái sự tự hạn chế bằng cách nào? I know. When I talk like this, a lot of people are afflicted. They nói có những người hơi phiền não một tí. Trước giờ tôi tu mình ngon lành nhưng tại sao mà nói tự hạn chế được? How can I say that I've been working so hard on my own and how you, now you, he tells me that I'm limiting yourself? It's better until you become enlightened, do not practice by yourself. Cho tới khi mà quý vị đắc giác ngộ, quý vị không nên tu một mình. Do not practice by yourself until you become enlightened. That's my advice to you. Và khuyên quý vị chừng đó thôi đó. Đi tu đó, I want to plant the seeds in you. Để muốn trồng cái tư tưởng trong đầu quý vị. Okay? It's not good to practice by yourself until you become enlightened. Trước khi mà quý vị đắc giác ngộ, không nên tu một mình. All right. Keep that in mind. Nhớ chuyện đó. What happens is that you limit yourself and you don't listen to advices. Cái nguy hiểm nhất là mình tự hạn chế và không chịu nghe lời. Okay. Until you have real wisdom, trước khi mà quý vị có trí huệ chân chính, you will limit yourself. Quý vị tự hạn chế lại. In fact, I saw a lot of enlightened practitioners that I met. Thiệt ra tôi gặp nhiều người đã đắc giác ngộ rồi. And they limiting themselves in a much more subtle way. Mấy người giác ngộ, người ta đang tự hạn chế lấy. Nhưng đều cái đó là but there's no real danger, đều không có gì nguy hiểm ở trong. Okay, they're only slowing their own growth, that's all. Những cái người đắc giác ngộ mà lúc họ tu một mình như vậy, họ thiếu cái họ tự hạn chế, cái sự hạn chế nó không có nguy hiểm. But before you become enlightened, the self limitation, okay, is very very detrimental to your development. Tại vì trước khi quý vị đắc giác ngộ, cái sự hạn chế nó rất rất là nguy hiểm. Okay. Yes. So once you pass the fourth stage Arhat and become Bodhisattva, there's no danger. They are not going to limit themselves, even if they are by themselves. That's right. Well, after you become enlightened, it's safe to it's perfectly safe to practice by yourself. Sau khi quý vị đắc đạo rồi, khi vị giác ngộ rồi đó, thì quý vị tu một mình đó, không sao hết đó. Thì trước đó tu mình nó dễ lạc đường vậy sợ. But before you become enlightened, you practice by yourself. Very very likely that you will get in you will restrict yourself. Quý vị tự hạn chế lại. He wants me to wear it maybe. Okay. Yes. What I'm talking about is, the question is, what level are we talking about? This level where it's safe to practice by yourself. Trình độ nào mà quý vị có thể tự tu một mình được? It's safe when you reach first ground bodhisattva or higher. Tới cái trình độ quý vị là sơ địa hoặc là cao hơn.
thấp nhất là sơ địa mới có thể tu của mình được. Dưới đó, below that, personally, I don't advise you to practice by yourself. Dưới sơ địa, thầy khuyên quý vị là không nên tu của mình. Ok. Any other questions? Anh thắc mắc gì khác không? The reason I say this and we share it with you is because Mahayana is very, very, it's barely starting in the West. Tại vì cái Đại thừa, Pháp Đại thừa nó bắt đầu nó qua cái văn hóa người Tây phương. Okay. And in order to save time. We are explaining a lot more than the Chinese or the Asian would. Tại vì muốn giúp quý vị bỡ tốn thì giờ, thành chúng tôi giảng nhiều hơn này bên người Á Đông. Okay. For example, ví dụ, the Asians nowadays when they practice Pure Land, người Á Châu khi tu tịnh độ, okay, they're very smart. They're very wise. Họ rất là khôn ngoan. They practice Pure Land because it's the best destination for you to go after you die. Tại sao tu tịnh độ? Tịnh độ là cái pháp môn mà cái chỗ, cái tịnh độ là cái cõi mà tốt nhất mà chúng ta có thể tới được. It's the best place. Bar none. I personally feel it's the best place. I hope that after I die, I get to go to the Pure Land. Cá nhân thầy. Thầy hy vọng sau khi mình chết sẽ qua được quả tịnh độ. Okay, that's my only wish. Anything at all, I wish to go to the Pure Land. Thầy chỉ ao ước được đi quả tịnh độ thôi. All right? I don't care whatever level you are. Bất cứ tịnh độ nào. Okay? If the next, after you die, you get to go to the Pure Land, it's the best possible place. Even for great bodhisattvas, they also want to go to the Pure Land. Ngay như vị Đại Bồ Tát đó, còn muốn đi quả tịnh độ. Okay? Goes to prove right there, the Pure Land is the best place. Chứng minh cho quý vị thấy, quả tịnh độ cái mà cõi mà tốt nhất mà chúng ta có thể tới được. Alright? So, the Asians know that. Thành người Á Châu ta biết cái chuyện đó. They know that. That's why... The Asians, the most popular Dharma door in Asia is Pure Land. Bởi vì cái người Á Châu pháp môn tịnh độ, pháp thịnh hành nhất của Phật pháp. Of all Buddhism, Pure Land is far more popular than Chan meditation. Chẳng hạn như cái tịnh độ, pháp môn tịnh độ nó nhiều người tu hơn là pháp môn thiền. Okay. But they have a problem. They call it vấn đề như vậy. Okay, they now the Asians they're too smart. Cái người Á Châu mình người ta người Á Châu người ta biết nhiều quá. And they realize that going to the Pure Land is so difficult. Họ nói rằng qua tịnh độ nó khó lắm. It's not that easy. Okay, and so people now everyone. They don't actually come out and say that, but actually they are all aspiring simply go to the Pure Land. Họ chỉ ao ước được đi tây phương, quả tây phương cực lạc thôi. Yes or no? You Asians answer me. Người Á Châu nói thì nghe trả lời đúng không? You all aspire. I want to go to Pure Land. Muốn đi tây phương cực lạc. Yes? Okay. What they don't explain to you, I don't nói cái việc biết. Okay. Once you go to the Pure Land, một khi quý vị tới quả tịnh độ, what happens? Chuyện gì xảy ra? Hỏi cô con ngân. Tới là sao? Your progress is very, very slow. Khi mà quý vị qua quả tịnh độ được rồi đó, cái sự tiến bộ quý vị nó rất là chậm. Extremely slow. It's snail space because it's a lot safer
than here. Tại vì ở đó tu nó dễ hơn ở đây nhiều. Less danger, the more difficult, the faster, the bigger results. Remember? Nhớ thầy nói không? Nó càng khó chừng nào thì khi mình tiến bộ càng lẹ hơn và đi xa hơn. Lúc mình qua quá trình độ đó, sự tiến bộ nó rất là chậm. When you go to the pure land, it's very slow. Is that clear? Anyone has any problem with that? Có ai vấn đề gì về cái chỗ này không? Cô thân ngưng nghe cho kỹ nghe chưa? Okay. This woman there, this two owner person, cái người mà hai ông chủ rồi đó. Okay. Thực nghiệm qua hai ông chủ rồi đó. Muốn qua quả tình đội. All she wants to go to the Pure Land. Yeah. Mong muốn để đi Tây Phương Cực Lạc thôi. Okay. Very smart woman. No, you're doing it wrong. Throw against the wall. Afflict your mother. Afflict someone. That's why I feel that American Pure Land Buddhism, thì chủ trương kết quả cái Phật giáo tịnh độ của xứ Mỹ này đó. We want to go there, okay? This lifetime, chúng ta chủ trương là qua bên kia, quải bên kia, kiếp này, and with high grades. Qua đó, kiếp này và cái phẩm vị cao. All right, that's all. Questions? Anh thắc mắc gì không? Okay, you have no questions, then we can end here tonight. Thank you all for coming. We have more instructional talks for you every night. Mỗi tối chúng ta sẽ nói pháp, chúng tôi nói pháp cho quý vị nghe. Tomorrow night, Master Xian Chữ will speak Dharma for you. Ngày hôm sau, Thầy Hiền Trì sẽ nói pháp cho quý vị nghe. All right. Yes, ma'am. Okay. I'm sorry. You notice and how half-hearted people are when they applauded. Quý vị thấy mấy người vỗ tay cũng là when the children was playing, the dancing, the applause was so loud. Nít nó nhảy thì vỗ tay rất là thích thú. Còn mà xong này miễn cưỡng vỗ tay. so hard to please. Quý vị khó tính quá thì càng ngày càng khó tính. Alright. That stand up and do the great transference. And năm nay chúng ta bắt đầu làm cái đại hồi hướng for the four chi and the one yin chi, những cái Phật thất với là Quan Âm thất. By tradition, we usually do the great transference, and thường chúng tôi làm cái đại hồi hướng. Okay, you see, it's very very nice. Pháp rất là hay. Okay, so you see how patient we are. Thưa vị thấy thầy kiên nhẫn như sợ. We've been doing the Four Chi for several years now. Chúng tôi tổ chức cái Phật Tất đã mấy năm rồi. And now we have enough manpower to do the great transference for you. Bây giờ mới có đủ cái nhân tài để mà làm cái đại hướng cho quý vị nghe. Okay. We keep on adding to the Dharma. Càng ngày cái Pháp càng thêm cho quý vị thấy. The full Dharma. Okay. Quý vị thấy cái đại Pháp. All right. Thank you. Let's do the great transference. Yeah.